Ở thời điểm mà bọn mình lên video này thì có lẽ là Ugarte đã chính thức về với PSG rồi, bọn mình làm hơi chậm một xíu. Nhưng mà anh em fan Chelsea đang chờ đợi cái tên này thì cũng không cần phải tiếc quá. Còn lý do vì sao không cần phải tiếc thì hãy xem video nhé. Các ông vào video này là để nghe tôi chửi Ugarte đúng không? Thế thì các ông vào sai video rồi, bởi vì ở video này thì tôi định nói là chắc con mình tôi là thấy này như hay vậy. Đùa thôi. Trước khi đi vào phân tích cầu thủ đang rất là hot này thì mình chỉ muốn nói rằng là nếu các bạn thấy video hay thì nhớ ghé vào website gentleman.vn và kênh TikTok của huấn luyện viên online để ủng hộ bọn mình nha. Yêu các bạn. Nhắc đến Ugarte, kỹ năng đầu tiên chúng ta cần nhìn ngó qua chắc chắn là bộ kỹ năng phòng ngự rồi. Trước khi xem trực tiếp Ugarte thi đấu thì mình có ngó qua thông số của anh ta ở trên FBref và những con số về khoản phòng ngự của cậu em này thì phải gọi là điên rồ. Cầu thủ sinh năm 2K1 đứng ở thang bậc phân vị 99, tức là đứng top 1% những tiền vệ tắc bóng nhiều nhất châu Âu mỗi 90 phút. Cậu em này cũng cho thấy dấu hiệu của một máy quét hạng nặng khi đồng thời đứng đầu ở số pha tắc bóng tại 1/3 giữa và 1/3 cuối sân luôn. Đồng thời cầu thủ người Uruguay cũng leo top những tiền vệ cắt được nhiều đường truyền nhất mỗi 90 phút với thang bậc phân vị là 97, tức là thiếu một tí nữa thôi là đạt điểm tối đa. Các thông số phòng ngự khác thì cũng kinh hoàng, nhưng mà thôi, không cần thiết phải nhắc đến. Những con số rất là ấn tượng này đã khiến cho mình ngay lập tức phải tìm trận đấu của Sporting Lisbon để xem. Nhưng mà tiếc là giải bồ nó hơi gắt bản quyền nên mình không có tìm được trận nào hết. Mình đành phải xem tạm Europa League. Và các bạn biết gì không? Những con số ấy không hề nói dối. Ugarte thực sự là một con quái vật trong tranh chấp. Trong những trận mình xem thì nhìn chung là Ugarte sẽ là người đạt thấp hơn trong bộ đôi tiền vệ trung tâm của Lisbon và được giao cho một khoảng không rất là lớn để quản lý. Nhưng mà điều này thực sự không khiến cho Ugarte gặp quá nhiều vấn đề. Anh có sự năng nổ, khả năng đọc tình huống xuất sắc để luôn có mặt ở những vị trí cần thiết. Và điều này bổ trợ rất nhiều cho khả năng tranh chấp của tuyến giữa Lisbon, khiến cho những đối thủ của họ cực kỳ khó lên bóng ở tuyến giữa. Đây là một pha bóng khiến mình đặc biệt ấn tượng với những đóng góp trong phòng ngự của Ugarte. Pha này thì Arsenal đang có lợi thế rất lớn bởi vì chỉ cần Ben White truyền được cho tiền vệ gần nhất mà mình nghĩ là Xhaka thì Arsenal sẽ lên bóng cực kỳ dễ với cả tiền đạo giữa và tiền đạo trái của họ đều đang sẵn sàng nhận bóng. Ugarte thì khôn khéo chọn vị trí để vừa chắn được hướng chuyền tới Jesus, vừa áp sát và tắc bóng, khiến cho đường chuyền của Ben White cho Xhaka không thật sự như ý. Và ngay sau đó biết rằng như thế vẫn chưa đủ, thì anh lao vào và dùng sẻ chân của mình tiếp tục cố tắc bóng từ chân của Xhaka, ép cầu thủ người Thụy Sĩ phải chuyền về. Lúc này thì các cầu thủ Lisbon đã kịp tái cấu trúc đội hình và bóng thì lại lan ra xa. Vậy là tình huống nguy hiểm đã bị Ugarte dọn dẹp một cách hoàn toàn sạch sẽ. Cùng trong trận đó, nhưng mà là một pha bóng khác, Ugarte dù đứng xa hơn hẳn nhưng nhận ra ý đồ chuyền bóng của đối thủ thì anh sẵn sàng bỏ vị trí, lao lên cắt bóng và khởi động một pha phản công cho Lisbon. Anh em nào mà là fan Arsenal xem trận này thì chắc chắn sẽ rất là nhớ. Không chỉ vì là trận này Arsenal bị loại mà còn cả vì Tomiyasu và Saliba thì đều chấn thương sau cái trận này nè. Đó, mất cả mùa. Nhưng mà chắc chắn là anh em Gunners sẽ làm chứng được cho mình rằng Ugarte trận này phải có cả chục pha tắc bóng như thế, chứ không chỉ có hai pha này. Thực sự rất là hay. Còn nếu một trận hay là chưa đủ thì trận vòng sau với Juve thì Ugarte tiếp tục giữ vững phong độ của mình để càn quét khắp mặt sân. Ở một pha bóng cuối trận thì khi đội hình Lisbon đang dâng rất là cao và đang cực kỳ yếu trước những pha phản công thì Ugarte gần như là người đóng vai trò then chốt trong khâu chống phản công. Và pha này anh đọc tình huống thực sự quá tốt để kịp thời tiếp ứng và tắc bóng dù phải chạy đến từ một vị trí rất là xa. Thế nhưng lao vào tắc được bóng và việc có đạt được hiệu quả của cái pha tắc bóng ấy hay không nó là một chuyện khác. Ugarte thực sự là tắc bóng chưa được gọn gàng và thông minh như là Kante hồi xưa. Và sau khi tắc bóng thì anh cũng xử lý hơi tù, lát nữa sẽ có một pha nhá. Nên là anh em Chelsea cứ bình tĩnh. Tôi tin là Pochettino nếu mà đem Ugarte về thì sẽ còn phải hướng dẫn và huấn luyện thêm. Và nhìn cô em này thi đấu thì mình có cảm giác là mặc dù theo những người có xem giải bồ thì ở giải quốc nội nó thi đấu khá là động, chạy loạn khắp sân. Nhưng khi cần thì Ugarte chắc chắn sẽ giữ vị trí cực ngon. Dạo này trên mạng thì có nhiều chuyên gia check thông số của Ugarte và bảo rằng Ugarte chuyền hay lắm. Khi mình ngó qua FBref thì đúng là thông số kinh thật. Tỷ lệ chuyền thành công 91,4% phải gọi là cực kỳ cao. Chuyền 61,35 phát một trận cũng là thuộc diện rất cao so với các tiền vệ khác ở trên toàn châu Âu. Thế nhưng khéo là ông nào khen Ugarte chuyền hay thì toàn là mấy bố xem bóng đá bằng highlight các bạn ạ. Bởi vì thực ra thông số chuyền bóng của cầu thủ 22 tuổi đẹp được như thế là bởi vì anh toàn chuyền ngắn. Và đã ngắn lại còn toàn là chuyền ngang và chuyền về. Nhưng mà chuyền ngang và chuyền về của cu em này thì nhìn nó vô tri á. Nó không có mục đích gì mấy. Khả năng cao là huấn luyện viên yêu cầu như thế vì biết là Ugarte chuyền không tốt.
Ví dụ mình có cái pha này ở trận Arsenal nhìn ngáo vào lờ. Ugarte di chuyển rất là khéo để thoát khỏi cover shadow của Jesus và nhận bóng từ trung vệ. Sau đó anh dây bóng thẳng lên phía trên. Tiền đạo phải của Lisbon thì lùi về nhận bóng, thế rất là đẹp, nhưng không hiểu sao là ông tướng lại không chuyền ngay mà lại dây ra tận biên xong lại tự nhiên đẩy bóng ra ngoài. Nhìn pha này mình kiểu buồn cười vãi. Các bạn có nhớ lúc nãy mình có ví dụ một cái pha cắt bóng thành hay và khởi động phản công không? Đây, cái pha đấy là pha như này. Thì lựa chọn dễ nhất bây giờ là chuyền cho đồng đội trước mặt, hoặc là thậm chí là cầm bóng sộc thẳng lên, 5 đánh 5 hoàn toàn có thể là một pha phản công ngon lành được. Nhưng mà không, ông thần quyết định đứng nhìn xung quanh hẳn hơn một giây, xong rồi chuyền ra cái chỗ mà mình vẽ trên màn hình. Rồi xong, thế là mất toi pha phản công. Thế nhưng mình phải nhấn mạnh là những pha bóng này thì cũng chỉ là số ít thôi. Thông thường thì Ugarte chuyền bóng rất là dứt khoát và đơn giản nên không mấy khi mất bóng. Biết người biết ta luôn luôn là một phẩm chất rất là quan trọng. Cũng vì yêu cầu chơi an toàn như đã nói ở trên thì Ugarte khá là hiếm khi mất bóng. Anh thường chỉ chuyền bóng khi mà đường chuyền đã quá rõ ràng hoặc ở rất gần. Được nhìn thấy cầu thủ 22 tuổi này chuyền xuyên tuyến hoặc là chọc khe kiến tạo thì cứ phải gọi là khó hơn lên trời. Nhìn chung thì an toàn không phải là cái tội, nhưng mà đôi khi an toàn quá thì không tốt. Đây là một pha bóng điển hình cho nhận xét phía trên của mình. Đội đang cần bàn thắng để đi tiếp. Có ít nhất hai cầu thủ đang chạy chỗ rất đẹp, một người vào cột xa và một người ở cột gần. Ugarte thì đang cực kỳ thoải mái, không hề bị ai áp sát. Góc độ chuyền bóng theo mình thì cũng không quá khó và rất là rộng. Vậy mà chú em lại chuyền cho cái ông ở gần. Và ông ấy cũng giật mình xong chuyền hỏng luôn. Thế là hỏng luôn pha tấn công đẹp của đội, cho dù rất là ngon, chỉ vì đơn giản là anh ta quá an toàn. Nhưng mà thôi, khoản này thì chúng ta cũng không mong đợi nhiều. Dù sao thì Ugarte thứ nhất là còn trẻ, và thứ hai là tiền vệ phòng ngự, thành ra cũng không hy vọng gì nhiều nhá. Cũng may là Ugarte theo như mắt mình nhìn thì không hoàn toàn cụt chân đâu. Mà theo mình thì những vấn đề trong khâu chuyền bóng này đến từ gì? Đến từ xu hướng thi đấu, đến từ nhiệm vụ được giao bởi huấn luyện viên, và một phần nào đấy mình cảm thấy có một sự thiếu tự tin trong những đường chuyền của anh ta. Nhưng mà khi mà mình nhìn Ugarte thực hiện những pha đảo cánh, những pha switch thì mình thấy anh ta đảo khá là ổn, bóng bay nhanh, không quá cao và điểm rơi rất là chuẩn. Có vẻ là Ugarte cũng thoải mái hơn với những cái đường chuyền dạng đảo cánh này, khi mà anh đảo cánh nhiều hơn và chuẩn hơn so với những đường chuyền kiểu khác. Riêng khoản kéo bóng thì nói thẳng là mình xem highlight nên chưa chắc đã tín đâu nhá. Tại vì là sau khi thấy anh ta không đóng góp được nhiều trong khoản tịnh tiến bóng bằng đường chuyền thì mình nghĩ là chắc là sẽ phải kéo bóng tốt một tí. Mình lướt Twitter thì các chuyên gia cũng toàn bảo là kéo bóng tốt đó. Nhưng mà xem cúp châu Âu thì đá thấp quá, không có mấy khi được kéo bóng. Cho nên là mình phải kiếm highlight giải bồ, tại vì giải bồ rất là gắt về mặt bản quyền. Và sau khi xem highlight thì cảm nhận của mình là Ugarte cũng không phải là một chân kéo bóng quá xuất sắc, nhưng mà tạm ổn. Ugarte thực ra kéo bóng không nhiều mà chỉ làm khi mà mọi thứ đã quá thuận lợi và quá rõ ràng để có thể cầm bóng sộc thẳng lên phía trước. Bởi vì kỹ năng đi bóng của Ugarte thì thực sự là không tốt, bóng đi không có sát chân, và anh cũng không biết cách để xoay sở khi bị áp sát. Cái phương án của Ugarte mà mình nhìn thấy trong những cái pha highlight đấy thì toàn là hạ thấp trọng tâm này, dùng thân mình để bảo vệ bóng và đổi hướng để thoát khỏi sự đeo bám của đối phương. Nhìn chung thì anh đi bóng nhìn nó đơn giản, hơi thô một chút nhưng mà đủ hiệu quả để không bị trở thành một quả tạ cho đồng đội. Nói chung là cũng không lạ đối với một cỗ máy cướp bóng cục xúc như là Ugarte, đúng không? Anh em fan Chelsea chắc chắn đang nghĩ rằng Ugarte sẽ là sự kết hợp hoàn hảo với Enzo, đúng không? Vậy thì các bạn nghĩ giống mình. Lý do là vì cứ cái gì Enzo có thì Ugarte không có. Và ngược lại, nếu như Ugarte không giỏi chuyền dài, ít chọc khe, không biết chuyền xuyên tuyến thì cả ba khoản đấy Enzo Fernandez đều làm cực tốt. Nếu như Enzo không thật sự là một chân dê tốt, tỷ lệ dê bóng thành công nó thẳng ra là thấp nhé, thì Ugarte dê đơn giản hiệu quả hơn, và anh ta cục xúc để anh ta có thể sẵn sàng cướp lại bóng nếu cần. Nếu như fan Chelsea muốn Enzo được chơi cao hơn một chút như các bạn vẫn thường kêu gào trong một vài tháng qua, thì Ugarte theo như cảm nhận của mình chơi số 6 giữ vị trí cũng được. Bên cạnh đó, nếu mà về Chelsea thì Ugarte cũng cung cấp cho Pochettino nhiều lựa chọn hơn, khi mà anh này hoàn toàn có thể chơi cao hơn, đóng vai trò của một tiền vệ con thoi box to box để tận dụng tối đa cái work rate rất là lớn cũng như khả năng cướp bóng khủng khiếp của mình, đồng thời trở thành một chân kéo bóng hỗ trợ ở bên phía cánh phải. Để dễ tưởng tượng hơn thì vai trò đó sẽ gần giống với Kante ngày xưa, khi mà Kante còn đá tiền vệ trung tâm lệch phải trong sơ đồ 4-3-3. Nhược điểm của cách đá này đó là Enzo thì chắc là sẽ phải chơi như một số 6 giống Jorginho ngày xưa luôn, hoặc nếu không muốn thì phải mua thêm một số 6 khác thuần về giữ vị trí. Đấy, nói chung là đá kiểu gì cũng được, Ugarte đá khá là ổn ở cả hai vai trò đó. Anh em nghĩ sao về Ugarte? Liệu anh có thể trở thành một bản hợp đồng tốt của Chelsea được không? Nếu mà có thì để lại comment cho bọn mình biết.
Còn nếu mà không thì cũng để lại comment nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.